Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tina xin được trân trọng chia sẻ thêm một công thức làm nem chua rất là đặc biệt. Đây là một cái loại nem chua ăn liền, dễ làm và ăn rất là ngon. Các bạn có thể làm số lượng nhiều để ngăn mát của tủ lạnh, ăn khoảng một tuần được. Để làm món nem chua ăn liền từ trái cây thì trước hết mình sẽ giới thiệu qua cái phần nguyên liệu. Đây là bưởi, mình sử dụng khoảng 4 trái bưởi. Khi mua bưởi thì các bạn lựa những cái loại bưởi mà nó còn tươi, cái vỏ nó còn xanh á. Còn bưởi này á, mình mua về rồi mình để nó cũng hơi lâu cho nên nó hơi vàng vàng. Đu đủ thì các bạn chọn những cái loại đu đủ cứng mà nó hườm hườm á là được nha. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng những cái loại đu đủ mà nó già, thật là già đó, thì làm cái món này nó mới ngon được nha các bạn. Còn đây là nước củ dền. Mình lấy 2 muỗng canh củ dền, xay cùng với chút nước rồi mình lược lấy cái phần nước màu. Hoặc là các bạn có thể sử dụng màu thực phẩm cũng được nữa nha. Không có sao cả, bởi vì lâu lâu mình ăn một chút cũng không sao ha. Còn màu của dền thì nó tốt hơn. Còn đây là nước dừa. Nước dừa tươi để uống á, mà ở trong cái lon như thế này nè. Mình mua ở cái chỗ Đông Đá đó các bạn. Còn đây là tương ớt ha. Món ăn nào mà có tương ớt thì nó cũng ngon. Còn đây là giấm đỏ. Giấm đỏ này rất là ngon, giúp cái nem nó có màu đỏ đẹp nữa. Còn nếu như không có giấm đỏ thì các bạn có thể sử dụng bằng khế, hoặc là giấm trắng, hay là chanh cũng được nữa nha. Nhưng mà giấm đỏ là ngon nhất, kế đến là khế. Nhưng mà ở Mỹ á, khế rất là mắc mà khó tìm. Còn đây là thính ha. Thính này là thính gạo lứt. Mình dùng gạo lứt rang chánh vàng lên, rồi mình xay thật là nhuyễn thành cái thính như thế này. Còn cái phần gia vị thì 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê tiêu hột và 1 muỗng cà phê muối. Còn đây là 3 muỗng canh tỏi băm. Tỏi này mình đã ngâm giấm rồi mình vớt ra mình băm thật là nhuyễn. Nếu không có ngâm giấm thì các bạn sử dụng khoảng chừng 2 muỗng canh thôi nha. Còn đây là đường. Đường trắng và đường vàng. Các bạn có thể sử dụng đường vàng không hoặc là đường trắng không cũng được. Nhưng mà đường trắng thì nó rẻ hơn đường vàng, mà đường vàng ăn tốt hơn. Còn đây là muối, các bạn sử dụng muối biển, loại nào cũng được nha. Đây là 400g vỏ bưởi mình đã bào ra rồi. Lấy cái phần màu trắng nha các bạn. 400g đu đủ mình cũng đã bào xong rồi. Cái vỏ bưởi nó nhẹ hơn cái phần đu đủ, cho nên dù thấy ít nhưng mà nó bằng nhau nha các bạn. Cái vỏ bưởi nó xốp xốp, nó nhẹ lắm. Bưởi này mình mua về mình để nó hơi lâu cho nên nó mất nước á. À, rất là khó bào và nó rất là nhẹ. Cho nên khi mà mua bưởi về thì các bạn làm liền nha. Làm liền thì nó dễ bào hơn, chứ để mà nó khô khô, nó bị mất nước, nó rất là khó bào nha các bạn. Khi mình bào thì các bạn nhớ lấy cái phần màu trắng thôi. Còn cái phần cái vỏ màu vàng vàng xanh xanh như thế này thì các bạn bỏ đi nha. Cái phần này nó rất là cay và nó rất là đắng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh muối. Cho vào cái vỏ bưởi này nè. Bưởi này á, nó rất là đắng nha các bạn. Vỏ bưởi là đắng lắm đó. Cho nên mình cho muối vào rồi mình bóp. Bóp cho nó ra cái nước nhớt, cái nước đắng luôn. Rồi sau đó mình mới rửa thật là nhiều lần. Đó, mình bóp như nè. Bóp cho nó xẹp xuống bớt đó các bạn. Rồi mình cho 1 lít nước vào. 1 lít, 2 lít cũng được luôn. Ngâm cái vỏ bưởi này trong 20 phút cho nó ra bớt chất đắng. Rồi bắt đầu mình nhồi. Rồi mình rửa vỏ bưởi thật là nhiều nước nha các bạn. Các bạn rửa mà đến khi ăn thử thấy nó không có còn đắng nữa là được. Sau đó mình vắt thật là khô nha. Vắt thật là khô cho nó ra hết cái chất đắng nha các bạn. Cái vỏ bưởi này ăn rất là ngon, rất là tốt nếu như biết cách làm. Còn không biết cách làm thì nó rất là đắng ha. Sau khi mình vắt ráo rồi mình cho ra cái thau. Mặc dù mình rửa rất là nhiều lần rồi nhưng mà khi ăn nó còn hơi nhẵn nhẵn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 7 muỗng canh đường trắng. Đường cắt trắng đó, đường cắt trắng thì nó rẻ hơn. Mình cho vào đây 7 muỗng canh ha. Sau đó mình mới bỏ cái nước đường này đi. Mình bóp cho nó
thấm hết cái đường đó, nó bớt đắng đó các bạn. Mình đậy lại ha, mình chờ 20 phút cho đường nó thấm vào cái vỏ bưởi đó. Trong khi đó mình sẽ làm đu đủ ha. Đu đủ thì mình cũng bào sợi rồi. Ở video trước mình có làm bào sợi cái trái đu đủ đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng canh muối vào đu đủ. Các bạn có thể để muối không vậy, chờ một chút rồi mới rửa cũng được. Hoặc là các bạn cho muối xong các bạn cho nước vào các bạn ngâm. Cái đu đủ này nó cũng hơi đắng đắng, nhưng mà nó không có bằng vỏ bưởi. Mình sẽ chờ 20 phút để cho nó ra hết chất đắng nha các bạn. Sau đó mình dắt hoặc là ráo nước. Rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê muối. Kế đến 4 muỗng canh đường vàng. Mình ướp xong đó là mình sử dụng luôn, mình không có rửa cái đu đủ này trở lại nữa nha các bạn. 4 muỗng canh đường vàng ha, hoặc là đường trắng cũng được. Bóp lên, xóc đều nó lên cho nó thấm. Rồi đậy lại, chờ 20 phút cho đường nó thấm vào đu đủ. Còn cái vỏ bưởi này sau 20 phút nè, nó cũng thấm đường rồi, mình cho 1 lít nước vô. Tiếp tục, mình bóp, mình nhồi, mình rửa lại thật là nhiều nước rồi mình dắt thật là ráo nước. Bắt một cái nồi nước sôi khoảng 2 lít, nấu thật là sôi luôn. Rồi cho cái vỏ bưởi vào trụng sơ thôi, khoảng chừng 2 phút thôi nha các bạn. Đừng có trụng lâu quá, nó bấy á, làm cái miếng nem á, nó không có được cứng nha các bạn. Đó, trụng 2 phút thì thấy nó hơi trong trong như là được nè. Đừng có để lâu quá nha các bạn. Sau đó mình vớt ra ha. Bỏ cái nước, phần nước đi. Ở trong cái vỏ bưởi này á, nó còn lại một chút nước cũng sao, không sao cả nha các bạn. Khỏi có cần dắt ráo cũng được nữa. Bởi vì chút nữa mình bỏ vào máy mình xay cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ cho đây 100g đường mía. Đường mía này nguyên chất luôn. Mình trộn đều lên. Rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê muối nữa. Trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ cho vào cái máy xay sinh tố, mình xay cái phần vỏ bưởi này. Các bạn chia ra làm 4 phần. Phần đầu thì các bạn xay thật nhuyễn, còn cái ba cái phần còn lại các bạn xay sơ sơ thôi, đừng có xay nhuyễn nha. Đó, lần đầu mình xay cho thật là nhuyễn nha các bạn. Rồi mình cho ra cái thau, rồi kế đến đó, các bạn bấm vài cái cho nó nhuyễn sơ sơ ra là được, chứ đừng có nhuyễn nhừ như vậy nha. Chia làm 3 phần ha. Phần đầu các bạn xay cho nó nhuyễn thật là nhuyễn, còn ba cái phần sau các bạn xay sơ sơ thôi nha. Sau khi mình xay á, mình cho hết ra cái thau luôn. Đó, xay sơ sơ vậy nè, nó còn to to vậy nè, hiện chút ăn miếng nem nó mới ngon. Vừa nhuyễn mà vừa to luôn đó các bạn, chứ đừng có nhuyễn hết nha. Vỏ bưởi lúc này là hoàn toàn không còn chất đắng nữa đó các bạn. Đó, mình trộn lên, cái nhuyễn với cái to mình trộn chung lại ha. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, rồi mình cho cái phần bưởi đã xay vào cái chảo này. Rồi mình để lửa trung bình nha các bạn. Sau đó mình cho cái phần đu đủ này vào. Đu đủ bây giờ nó cũng thấm đường, thấm muối rồi. Rất là ngon luôn. Cái này mình xào sơ thôi, mình đừng có xào lâu quá nha các bạn. Cũng như mình nấu sơ sơ, khi mà thấy bắt đầu nó vừa bốc khói lên là được. Chứ nếu mà nấu lâu quá, nguyên liệu nó bấy là ăn nó không có ngon nữa nha các bạn. Mình trộn đều lên ha. Bây giờ mình cho vào đây một muỗng canh tương ớt. Hoặc là bớt ớt băm nhuyễn cũng được. Cho vào đây 3 muỗng canh tỏi băm đó. Tỏi này tỏi ngâm giấm đó các bạn. 3 muỗng canh ha.
Còn nếu như sử dụng tỏi mà tỏi tươi á, các bạn bầm ra đó thì khoảng 2 muỗng canh thôi nha. Các bạn nhớ trộn đều trong vòng 1 phút là tắt bếp. Nó sôi tim tim vậy nè, là các bạn tắt bếp liền nha, đừng có để lâu nha các bạn. Bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng cà phê tiêu, thích ăn cay nhiều thì các bạn tăng cái phần tiêu này lên. Trộn đều lên. Rồi cho vào đây khoảng 3/4 cốc giấm đỏ, tức là 187ml đó các bạn. Mình xin nhắc lại, giấm đỏ hoặc là giấm trắng hoặc là khế hoặc là chanh cũng được nữa nha, miễn cái gì mà nó chua chua là được. Nhưng mà sử dụng cái giấm đỏ này nó thơm nhất, làm ăn nó ngon nhất đó các bạn. Rồi kế đến là khế. Giấm này người ta làm từ trái nho đó các bạn. Rồi bắt đầu trộn đều nha. Lúc này là mình không có nấu gì hết á. Bây giờ mình cho vào đây 3 muỗng canh thính gạo lứt nha các bạn. Thính gạo lứt này phải xay thật là nhuyễn luôn. Thính gạo lứt hoặc thính gạo trắng cũng được, tự làm hoặc mua cũng được. Bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng cà phê tiêu hột. Tiêu hột này mình đã rang lên cho nó thơm rồi. Trộn đều lên. Bây giờ mình cho vào đây 2 muỗng canh rưỡi nước củ dền. Còn đây là rau câu nè, rau câu bột nè các bạn, cái hiệu điện thoại nè. Mình sử dụng một gói khoảng 25g ha. Một gói khoảng 25g. Hiệu cái điện thoại đó. Hoặc là các bạn có thể sử dụng hiệu nào cũng được. Đây là cái loại rau câu giòn. Các bạn có thể sử dụng rau câu dẻo cũng được luôn. Cho vào đây 300ml nước dừa. Nước dừa tươi để uống chứ không phải là nước cốt dừa nha các bạn. 300ml ha. Khuấy đều ra cho nó tan trước khi mình bắt bếp lên. Khi mà nó tan thì các bạn bắt bếp lên, để lửa trung bình cho cái rau câu này nó tan hết ra là được. Sau đó mình trút qua cái nồi bưởi với lại đu đủ mình xào hồi nãy đó, mình trộn đều lên là xong. Rồi mình thêm gia vị ha. Cho vào đây nửa muỗng cà phê muối nữa cho có cái vị đậm đà. Nếu mà ăn mặn hơn thì các bạn cho thêm khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê nữa là vừa. Cái công thức này cũng chính xác lắm rồi, mà tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Tiếp tục mình trộn đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra khuôn. Các bạn nhớ là mỏng mỏng, đừng có làm dày quá nha. Làm dày quá nó không ngon. Cái khuôn này rất là mỏng luôn nè, mà đừng có mỏng quá nha các bạn. Nó vừa thôi ha. Nó dày mà nó vừa vừa thôi. Các bạn sử dụng khuôn nào cũng được. Khuôn thủy tinh vậy nè cũng được nữa, hoặc là khuôn làm bánh. Có khuôn nào thì mình làm khuôn đó. Sau một đêm mình để ở ngăn mát tủ lạnh, bây giờ nó rất là đặc, cứng là luôn đó các bạn. Cái món này là cái món ăn lạnh, cho nên mình chờ cho nó đặc hoặc là đặc á, mình mới đem ra cắt ha. Bây giờ mình dở ra cho các bạn xem nè. Rất là dễ luôn. Cứng ngắt luôn đó các bạn, giòn lắm. Màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Nó không có dày quá mà nó không có mỏng quá, các bạn thấy không? Còn nếu như các bạn thích đổ mà nó dày lên cũng được nữa, không có sao cả ha. Nhưng mà mình thấy mỏng thì nó vừa đẹp mà nó vừa ngon nữa. Ăn nó dễ cắn, nó ngon. Bây giờ mình sẽ cắt ra từng miếng. Trước hết mình sẽ cắt miếng dài dài như nè. Cắt to hay là cắt nhỏ tùy các bạn nha. Nếu mà cắt nhỏ thì nhỏ hết, còn cắt to là to hết, nó phải đều thì cái miếng nem nó mới đẹp nha các bạn. Chứ đừng có cắt miếng to rồi miếng nhỏ thấy nó không có thẩm mỹ ha. Rất là dễ cắt luôn. Mình canh canh sao cho nó đều. Rồi mình cắt dài ra rồi đó các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn nè. Màu sắc đẹp, nó không có dày nè các bạn thôi. Thấy không? Mà nó không có mỏng nè, thấy không? Nó vừa vừa lắm. Hồi nãy mình cắt dài, bây giờ mình sẽ cắt miếng vuông vuông. Cắt cho đều nữa nha các bạn. Đừng có miếng to miếng nhỏ ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ớt. Cái nem này phải có ớt ăn nó mới ngon. Rồi mình lấy miếng ni lông ha. Mình đặt miếng nem lên.
rồi đặt thêm cái lá rau răm lên, miếng ớt lên, miếng tỏi đã ngâm giấm lên, chỉnh cho nó ngay ngắn, rồi mình xếp ni lông lại. Mình lấy hai ngón tay mình ấn hai cái đầu của miếng nem rồi mình xếp được xuống, rồi xong chắc là dễ. Mà các bạn nhớ gói cho thật là chặt nha, chặt thì nó mới ngon mới đẹp. Tiếp tục mình làm cái khác rất là dễ luôn nè. Để miếng nem lên cái miếng ni lông ha, rau răm, ớt, tỏi ngâm giấm, xếp nó lại một bên, xếp lại một bên nữa, ấn, lấy hai ngón tay ấn cho nó chặt xuống, rồi xếp trở xuống là xong. Gói nem rất là dễ luôn. Tiếp tục thêm một cái nữa nè. Để miếng nem ni lông, để cái lá rau răm, miếng ớt lên, miếng tỏi lên, xếp lại, ấn hai cái đầu hai bên, ấn cho chặt nó, rồi bẻ trở xuống là xong. Mình gói được một số nem thì mình sẽ cho vào ngăn mát của tủ lạnh, chứ đừng có để ngoài. Nếu mà để ngoài thì cái rau câu nó sẽ chảy ra, thì nó không có còn giòn mềm nữa nha các bạn. Rồi mình đã gói xong rất là đẹp luôn nè, rất là thành công. Thì Na cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.